3 trong 5 đây à? Sao có 1 phát lên 3.5 vậy? Có cái lạnh xương chưa? Bao nhiêu tơ nữa đấy? Cái nồi xương, đưa cái nồi xương đây. Nữa đi. Tôi kéo vừa nhất chứ đừng kéo tì. Hết chưa? Hút được cái bề mặt cái này. Rồi bỏ ra. Bỏ ra đi. Rồi, chén xuống. Đây. Cái phần này là cái phần mình đã ghép xương như này để nó đẩy cao lên. Tới đây cái mô lợi nó sẽ tăng sinh và tăng cái sừng quán này nữa đây. Ok. Sao?